Ủa làm gì mặt buồn quá vậy em trai? Em hỏi anh chứ vợ giận buồn không? Trên đời này á, em có thể chọc giận ai cũng được, nhưng trừ gấu. Em thấy chuyện đâu có gì đâu mà cũng giận em nữa. Chuyện sao kể anh nghe cái coi. Thì đó, vợ em hỏi em á là anh ơi, anh nhìn mặt em có mập không? À rồi em trả lời mập đúng không? Em nói không liền. Ủa vậy sao bả giận mày? Em chỉ nói là cái mặt em nó cái mâm hơn. Trời ơi, em dại dột quá Minh Hoàng ơi. Nhưng mà không sao, một khi em đã gặp anh trai mộng thường của em, chuyên gia tâm lý phụ nữ rồi. Ủa bộ anh có cách giúp em hả? Phụ nữ muôn đời cũng là phụ nữ, hiểu nó, chưa? Nó không hiểu gì chân. Có nghĩa là khi cô ấy giận, mình phải biết xoa dịu cơn giận của cô ấy. Xoa dịu bằng cách nào? Tặng quà. Là sao? Tên 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 mãi sẽ tóc đứt. Bực thiệt chứ, tắm xong mà vẫn chưa hết bực, dám âm mưu chê bai nhan sắc của mình. Nè coi, làm gì vậy? Hello, sao giận anh hoài vậy? Thôi mà đừng giận nữa mà. Anh nói thiệt, anh đâu có âm mưu nói em gì đâu. Anh thương em còn không hết nữa chứ đó âm mưu. Đi ra nha. Đi. Đụng đi, đụng đi. Tôi ly dị à? Sao lại ta hoài vậy? Không đụng không? Không. Vậy đánh tôi đi. Trời. Đánh đi. Thôi đánh bỏ tôi rồi sao? Cái gì vậy? Thơm, tóc thơm. Bộ tóc tôi thúi lắm hả? À có, mới gội đầu phải thơm chứ. Anh có muốn quà muốn tặng em nè. Bảo đảm em thích liền. Anh điếm mà 2-3 cái xe qua liền nha. 2-3. Muốn bắn tôi hả? Đâu có, tặng quà mà. Quà gì vậy? Nè. Trời đất ơi, máy sấy mà anh gói như khuôn mực vậy hả? Ừ, kỹ kỹ chứ. Để mà xình nó bay vô nó bám bụi, sao xài được. Phải không? Trời, nó không phải khoe với em chứ. Hàng này của Đức á. Phải không? Của Đức. Của Đức hay là mua của ông tên Đức? Bậy bạ. Hàng của Đức đàng hoàng, hàng nhập đàng hoàng. Trời, anh tốn biết bao nhiêu là tiền nhập từ nước ngoài về mua tặng cho em chứ bộ. Bảo đảm mua cái này về xong cái mấy bốc em khỏi có mất công là lấy khăn chà tóc, rồi khỏi kêu anh lấy quạt quạt cho khô tóc nữa. Ê, vậy là không có muốn quạt cho tôi nữa phải không? À không có, vừa sấy anh vừa sấy anh vừa quạt, anh vừa sấy anh vừa quạt cho em. Này, để cắm điện cho. Để làm chó. Thế cắm điện đi để tôi sấy. À, đồ đứt mà xài ngon lành lắm. Trời ơi. Ê, tôi chưa bấm mà sao nó lên luôn vậy? Đâu có đồ của Đức hay vững tay không hả? Ê, cái gì vậy? Sao vậy? Ê, tắt lúc nào? Đâu, tắt vững tay trong đây nè. Đó. Trời ơi, cái gì ngổ vậy? Đồ của Đức mà em. Ê, không được ông ơi. Tôi thấy nó tê cái tay tôi ông ơi. Đâu, anh thấy bình thường mà tay em tê. Ê, được rồi. Mua đồ giỡn cho tôi phải không? Đâu có, trời ơi anh tốn bao nhiêu tiền mua đồ cho em mà. Anh là ghét thầy đồ giỡn lắm nghe chưa. Sao tay tôi tê dữ vậy? Đâu để anh thử coi. Anh thấy bình thường mà. Nè bình thường nè đúng không? Thấy chưa? Tê đúng không? Tê bà nội tôi tê, nó giật cái tê nào mà nói. Ủa tiếng xa. Dạ. Mộng Thường đâu rồi? Quá Mộng Thường ư? À, mộng Thường đi công chuyện rồi vậy. Đi công chuyện rồi hả? Dạ. Là sao? Ê! Cái gì? Trời ơi! Cái gì? Cái này làm cái máy xay hàng sách tay của Đức đúng không vậy? Ôi! Cái máy này là hơn cả triệu đó. Con canh mua mà hết hàng rồi. Thích hả? Dạ. Thích cái máy này? Dạ đúng rồi. Ồ! Hay là mình bán cho nó để mình lấy lại 500. Ừ vậy đi. Bà Biêu! Nói nghe nè. Dạ. Nếu mà cưng thích á thì bây giờ để lại cho cưng đó. Trời thiệt hả vậy? Trời ơi hàng xóm à, nhường con á thì đó 500 ngàn thôi. Trời ơi
500 ngàn. Rẻ hơn ở ngoài thị trường một nửa luôn. Vậy đó, trời, hàng xóm với nhau mà. Mua liền. Rồi, cảm ơn nha. Thôi tao đi về, tao đi về. Ủa, vậy hả? Đi qua đây kiếm mộng thường chi vậy? Hỏi chút cái chuyện riêng, chuyện nhỏ xíu à. Chuyện khi nào mà nó về hú cái tao chạy qua nha. Rồi vậy nha. Dạ, cảm ơn vậy nghe. Trời ơi, cuối cùng cũng tìm được cái máy sấy mơ ước rồi. Trời ơi, đã quá. Đúng là đồ của Đức, xài có khác. Ui, em gì đâu á. Gì vậy em? Cái máy sấy. Máy sấy hả? Nó giật anh hả? Không phải. Chứ sao? Giật điện ra đi. Sao kỳ vậy? Tại sao nó lại ở đây? Là sao? Ở đâu em có cái máy sấy này? Thì của dì Tư đem qua đây bán cho em. Đồ Đức, đồ của Đức đó, hàng nhập. Trời, sao kỳ vậy ta? Anh nhớ anh bán cho Minh Hoàng 500 ngàn. Sao về tay bà Tư? Cái gì? Là cái máy này sáng anh tái chế hả? Anh tái chế nó. Cái anh dụ Minh Hoàng bán được 500 ngàn á. Ủa, em nhớ sáng nó màu đen mà. Thì dưới bàn tay phù thủy của anh, anh phù phép nó thành đen cặn. Mộng thương hả? Tại sao tối ngày đi lụm ba cái đồ ve chai về tái chế hoài vậy hả? Mém một chút xíu nữa là ông hại vợ ông, thấy không? Bán đi vòng. Cuối cùng tôi cũng là cái người mất tiền nè. Trả 500 ngàn đây. Trời ơi, giấc mơ trở thành phù thủy tan nát rồi. Tan nát cái gì mà tan nát? Cầm cái máy sấy liền ra đường liền cho tôi nghe. Không thôi là ông ra khỏi nhà đó. Ổn quá à. Nhưng mà phải cho mày ra đường.